Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Đăng Hóa, chuyên viên kỹ thuật tech line của công ty Clear. Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn một cái thủ thuật liên quan đến phần quản lý cái view, độ sâu view trong TechLine Texture 2021. Ở các cái view của phần mềm TechLine Texture thì như các bạn có biết thì chúng ta sẽ có phần view deep, nó có phần up và down là độ sâu của vùng nhìn. Thì ở đây ở TechLine Texture 2021 thì phần context toolbar bổ sung hai cái lệnh là add or update view deep clip length và remove view deep clip length. Thì ý nghĩa của hai lệnh này giúp chúng ta có thể dễ dàng nhận biết được cái vùng các đối tượng nằm trong cái vùng up and down của cái view mà các bạn đang muốn quan sát. Ví dụ ở đây tôi vào cái mặt đứng chụp X3 thì chúng ta sẽ tìm hiểu về công cụ này trong TechLine Texture 2021. Tôi vào view, tôi vào chụp X3 thì mặc định cái view này đang để up với down đang là 1000, thì các bạn click vào đây, các bạn xoay thì các bạn thấy rằng chúng ta mặc dù là độ sâu view đang là 1 mét, chúng ta đang chưa thấy được cái độ sâu view này nó sẽ cắt qua đối tượng như nào, tại vì nó đang nhìn xuyên qua cả những đối tượng khác. Thì chúng ta click vào cái view, chọn phần context toolbar, chúng ta click vào cái nút add or update view deep clip length. Thì khi đó cái vùng nhìn của các bạn sẽ được hiện rõ và những đối tượng nào nằm bên trong cái vùng nhìn này nó sẽ được tạo lại cái lệnh clip length để cắt qua. Ta sẽ thấy rằng nó dễ dàng hiểu được và trực quan được sẽ làm trong cái phần bản vẽ mà chúng ta cần thể hiện, đúng không ạ? Và đây các bạn giả sử chúng ta không muốn thể hiện phần đối tượng nào đến đâu, chúng ta điều chỉnh nó sẽ trực quan hơn. Ví dụ ở đây tôi sẽ điều chỉnh độ sâu view nó giảm đi, tôi sẽ nhập đây là khoảng 500 thôi ạ, độ sâu view đây là 500. Đó. Thì khi đó cái phần click length của chúng ta sẽ được cập nhật khi các bạn click vào đây. Đó, thì khi như này, ngày mai các bạn có xuất bản vẽ GA thì chúng ta sẽ dễ dàng lắm và định hình trước được cái phần đối tượng nào chúng ta sẽ xuất hiện trong bản vẽ. Trường hợp chúng ta không cần dùng tính năng này nữa và nút remove thì nó về cái chế độ bình thường như chúng ta vẫn làm việc. Ở trên đây tôi chia sẻ về cái thủ thuật sử dụng công cụ add or update view deep clip length ở TechLine Texture version 2021 giúp chúng ta điều chỉnh và trực quan hóa cái phần hiển thị đối tượng trong các cái view của TechLine Texture. Chúc các bạn thành công.